Rốt cuộc các cậu gọi tớ ra đây có việc gì? Để hướng dẫn cho cậu về luật giao thông. Thế đây là đèn màu gì? Đỏ. Đèn đỏ là phải dừng lại, đúng không? Ừ. Sang kia. Nhìn này. Thế đây là màu gì? Xanh. Màu xanh thì sao? Thì được đi. Đấy. Thế sao đèn xanh rồi mà cậu chưa đi? Đi đâu? Anh ơi, tim em đã bật đèn xanh. Yêu em thì nói nhanh nhanh lên nào. Các cậu nói cái gì tớ chả hiểu gì cả. Nói luôn cho cậu dễ hiểu này. Cả trung độ đều biết đồng chí Hà Anh bật đèn xanh với cậu, nhưng mà cậu lại không tiến lên, lại còn phanh kít lại chứ. Các cậu toàn tưởng tượng cái gì ấy. Cô ấy là chiến sĩ quân y, tớ là học viên. Chuyện tớ hay gặp cô ấy là bởi vì tớ hay bị ốm chứ có gì đâu. Người ta đã gửi cho cậu một tín hiệu ở vũ trụ, thế mà cậu không biết nắm lấy à? Đây, để tớ nói cho cậu biết thế nào là tín hiệu nhá. Đấy. Cậu ổn không? Nhìn thế thôi chứ không đau đâu. Chúng ta phải luyện tập thật nhiều vào để mình đồng ra sắt. Các cậu nhìn này. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải rèn luyện thể thao thật nhiều vào, tăng cường sức khỏe. Ai à, nó vẫn đau. Không sao đâu, vài hôm nữa là quen ngay thôi mà. Đồng chí cứ giữ như thế này một lúc, sẽ đỡ ngay thôi. Cho cậu. Đồng chí cứ giữ để dùng đi. Thùng đá phía bên kia còn rất nhiều. Nếu như đồng chí nào có bị bầm tím ý, tự ra đó lấy, chừa một lúc sẽ đỡ ngay thôi. Ồ, thế là mình được hưởng ké à? Có lẽ thế. Nhưng mà bình thường chúng mình bị bầm tay bầm chân mấy hôm có làm sao đâu. Thôi, tớ không dám nhận đâu. Người ta cho cậu cơ mà, sao tớ dám nhận được. Tớ khỏi rồi. Này. Theo cậu, như thế vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao à? Thì các cậu chẳng biết thùng đá mà cô ấy mang đến là để cho tất cả mọi người dùng còn gì. Cậu cũng có giấu giếm đấy, nhưng mà không đáng kể. Làm sao mà qua được con mắt thám tử của tớ? Sao? Có chuyện gì mà tớ không biết á? Tớ sẽ kể cho các cậu nghe. Chào đồng chí ạ. Hôm nay trung đội tôi rất sạch sẽ, không có lỗi nào đâu ạ. Dưới con mắt bình thường thì có thể là như vậy, nhưng dưới góc nhìn của một y sĩ như tôi thì chưa chắc. À, vậy... vậy đồng chí có thể nhắc nhở để cho chúng tôi thực hiện, chứ đừng vội trừ điểm thi đua được không ạ? Đồng chí bị ho à? À... tôi có bổ sung nước muối rồi mà, đồng chí không sử dụng sao? Ừ, có chứ, là do họng của tôi. Hôm trước hành quân dưới trời mưa ạ. May cho đồng chí là lúc nào tôi cũng mang theo cái này. À, thôi, không cần đâu. Đồng chí cứ cầm đi, không phải ngại. Không dùng thì tôi cũng thừa mà. Vũ, cậu đi đâu về đấy? À, tớ đi đâu đâu. À, vừa trên thư viện về. Thực ra ấy,
Dạo này tớ hơi đau họng. Không biết là cậu có thể cho tớ xin một viên kẹo ngậm được không nhở? Tớ lấy đâu ra kẹo? À, có bình nước muối mới đấy. Xúc họng nhiều vào nhá, cho nhanh khỏi. Này, cậu sợ con gái có chọn lọc hay sao đấy? Đây, không phải vì tớ tham lam, mà tớ sợ các cậu biết rồi lại trêu chọc tớ, làm tớ khó xử. Cậu ấy là con gái, cậu ấy không khó xử thì thôi, tại sao cậu lại phải khó xử? Thì chuyện của tớ cứ kệ tớ. Nếu các cậu muốn giúp thì giúp tớ học tập tốt, luyện tập thật giỏi thì cứ giúp. Còn mấy chuyện khác ấy thì quan tâm làm cái gì? Bạn bè đã giúp nhau đến thế rồi mà còn. Nói chung ấy, theo tớ ấy, bệnh sợ con gái của Vũ vẫn phải chữa. Nhưng mà chúng ta cứ lặng lặng mà làm thôi. Vui là con gái ha. Vui là con gái ha. Ý ý. Anh ạ. À, lấy cho anh cái bàn trà. Em gửi. Anh gửi tiền. Em xin. Em là chị, cho chị khăn mặt. Sao đồng chí lại ở đây? Sao? Nữ quân y không được vào đây à? À, không. Tại tôi cứ nghĩ... Chị ơi, anh ấy đang rối trí đấy, nên mới không nghĩ ra được câu hỏi khác. Ôi, xấu hổ kìa. Cảm ơn viên thuốc hôm trước nhá. Không có gì. Đảm bảo sức khỏe cho học viên là nhiệm vụ của tôi mà. À, vâng. Lạ thật, hôm nay anh Vũ lại còn dám bắt chuyện với con gái chị ạ. Sao lại lạ? Chị không biết à, anh Vũ là mắc bệnh dị ứng với con gái. Mỗi lần anh ấy tiếp xúc với con gái nhá là tay chân run hết cả lên. Chị nghĩ đấy cũng không phải là bệnh đâu. Chắc là ít khi tiếp xúc với đồng chí nữ nên đồng chí ấy bị căng thẳng quá mức thôi. Nhưng mà em có một thắc mắc nhá. Ví dụ sau này mà anh Vũ có người yêu thì anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Thì ở cạnh người đó đồng chí ấy sẽ bình tĩnh hơn, không bị như vậy nữa. Thế không phải em rồi. Mỗi lần em thả thính anh ý, anh ấy toàn làm rơi thôi, chẳng đớp miếng nào cả. Nhưng mà được cái là anh ấy đáng yêu. Không, với chị thì hơi ủy mị quá. Ừ nhỉ, em cũng thấy hơi ủy mị. Không phải gu của em. SOS, đối tượng đã xuất hiện. Cần một khóa học đào tạo cấp tốc cho Vũ. Này, Vũ, để tớ training cho cậu một khóa thả thính nhá. Để làm gì? Để thả thính chứ còn làm gì nữa. Bây giờ nói theo tớ này. Anh không thích cạnh tranh. Anh chỉ thích đứng cạnh em. Anh không thích cạnh tranh. Anh chỉ thích đứng cạnh em. Nhưng mà tớ có thích đứng cạnh ai đâu. Cậu cứ nói đi xem nào. Không thì câu thứ hai này. Em ơi, gió lạnh gần kề, bao nhiêu lớp áo không bằng lớp em. Không được, không được, câu này bỏ nhá. Thời tiết đang nóng như này, nói câu đấy người ta không mê nổi đâu. Thế thôi, tớ lại nghĩ câu khác. Nhưng mà đọc cho tớ nghe để làm gì? Đã bảo là để thả thính chứ còn làm gì. Các cậu này, lại thế. Kệ người ta, nhanh làm cho xong đi. Không là không xong đâu đấy. Không chủ nhật này thì chủ nhật khác. Mà cậu mà bỏ lỡ cơ hội ấy là có không giữ mất đường tìm đấy. Đúng đấy. Thôi kệ các cậu, tớ làm việc khác đây. Này, chẳng lẽ Vũ lại tái phát bệnh sợ con gái à? Vũ ơi, cậu cầm lấy cái khăn này, lau tất cả các cửa sổ của dãy nhà này đi. Để làm gì?
Tớ không biết. Cậu lau đi. Cậu mà không lau nhá, trung đội trưởng kiểm tra mà bẩn ý, trách nhiệm là của cậu đấy. Để tớ làm. Lau đi. Sao lại là đồng chí? Là tôi thì sao? Sao lần nào gặp tôi đồng chí cũng hốt hoảng thế? Nhìn tôi giống quái vật lắm à? Đồng chí có biết cách tốt nhất để đối diện với nỗi sợ là gì không? Là trực tiếp đối mặt với nó. Coi nó như là hơi thở, là nước uống hàng ngày vậy. Không, tôi có sợ đâu. Hả? Đồng chí lau như thế này là chưa đạt yêu cầu đâu. Đồng chí lau lại đi. Vâng ạ. Chà mạnh tay vào. Đồng chí lau ở đây đi. Đồng chí nhìn tôi làm gì? Lau đi. Sao Vũ đã lau xong chỗ này rồi á? Tại đồng chí ấy cứ giục tớ làm việc liên tục, không kịp thở luôn ý. Nhưng mà tớ phải công nhận, hai cậu làm việc hiệu quả năng suất thật đấy. Mà này, cậu có thấy điều gì lạ lạ không? Không hề. Đồng chí Vũ, phụ tôi một tay. Kìa Vũ. Tớ thấy Vũ bị đồng chí Hà Anh gì quá nên sợ mới làm nhanh thế đấy. Sao đi. Này, chẳng lẽ Vũ chữa được bệnh sợ con gái rồi à? Tớ thấy đấy là bài của cậu ấy đấy, chứ chả có sợ gì đâu. Tầm ngầm mà đá chết voi ấy. Này, hai cậu. Hai cậu cứ soi mói người khác đấy. Sân ngoài kia đầy lá kia. Hai cậu ra làm đi. Này, cậu cầm ra quét đi. Thôi, để tới như hai đồng chí này. Tớ thấy cậu hoàn toàn khắc phục nỗi sợ con gái rồi đấy. Phải kiểm chứng. Anh ạ. Lấy cho anh chai nước. Hay. Căng tin thì có 7749 loại nước. Anh muốn uống loại nào thì anh phải nói rõ tên chứ. Khó chọn quá à? Em chọn cho anh nhé. Chanh đào, loại anh thích này. Anh xin. Tưởng thế nào, hóa ra mình vẫn sợ gái. Phải thử lần nữa mới được. Chào đồng chí. Để tôi xách hộ cho, đằng nào tôi cũng tiện đường. Cảm ơn cậu. Chắc là đồng chí khát nước rồi, uống đi.